Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Trong buổi sáng ngày hôm nay là ngày 14 tháng 8 năm 2020, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Em lại quay vào báo giá tổng quan tổng thể những mẫu xe đang có tại cửa hàng và những mẫu xe vừa mới về cửa hàng. Bác nào mà đúng chân một trong những mẫu xe nào đang có tại cửa hàng em thì hãy cứ nhấc máy alo trực tiếp cho em Nghị trong số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và chiếc đầu tiên là chiếc Toyota Innova G có năm sản xuất 2009, số sàn máy 2.0, máy xăng. Chiếc này mang biển kiểm soát 30F08047. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 265 triệu đồng. Toyota Innova bản G bản đủ, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội các bác nhá. Trang bị 4 bánh đang đúc này. Một mẫu xe Toyota Innova đăng ký là 7 ghế ngồi các bác nhá. Sơn xi xám bóng sạch sẽ, 265 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ. Chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Innova có năm sản xuất 2006, số sàn máy 2.0, máy xăng. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng. Chiếc này mang biển kiểm soát 30H 0730, ba nhà tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu. Xe gia đình không taxi, không dịch vụ. Hai trăm năm mươi năm triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ. Em lại tiến đến một chiếc, này là chiếc Toyota Corolla Altis có năm sản xuất 2006, phiên bản là số sàn máy 1.8, máy xăng. Chiếc này mang biển kiểm soát 15A 26484 các bác này. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 260 triệu đồng. Toyota Corolla Altis, một mẫu xe phân khúc hạng C, 260 triệu đồng các bác nhé. Con này là bản đủ, tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng. Một mẫu xe gia đình không taxi, không dịch vụ một ngày các bác nhé. 260 triệu đồng. Và em lại tiến đến một chiếc, này là chiếc Toyota Vios có năm sản xuất 2009, phiên bản là số sàn máy 1.5, máy xăng. Chiếc này mang biển kiểm soát 15A 49895. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 230 triệu đồng. Toyota Vios, một mẫu xe lồi đồng cuối đá, mang thương hiệu Nhật Bản, số sàn máy 1.5, máy xăng các bác nhé. 230 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ. Con này là bản E xịn, trang bị 4 bánh Naru, trang bị túi khí ABS đầy đủ. Chiếc tiếp theo là chiếc Daewoo Lazetti. Chiếc Daewoo Lazetti có năm sản xuất 2009, số tự động, máy 1.6, máy xăng, mang biển kiểm soát 30V 8232. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng. Bản CDX các bác nhá, số tự động, đèn lỏ rất là tốt, cửa sổ trời, trang bị túi khí ABS đầy đủ, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới, biển Hà Nội các bác nhá. 255 triệu đồng. Chiếc tiếp theo là chiếc Hyundai Getz. Hyundai Getz có năm sản xuất 2010, phiên bản là số sàn máy 1.1, máy xăng, mang biển số 30Y 4093. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 185 triệu đồng. Hàng nhập khẩu.
sơn si sáng bóng sạch sẽ các bác này. Con này là đời chót các bác nhá, đời chót, số sàn, xe gia đình tư nhân chính chủ, một chủ tư mới, 185 triệu đồng. Chiếc tiếp theo là chiếc Foil Cape. Chiếc Foil Cape có năm sản xuất 2010, số tự động, máy 2.3, máy xăng, mang biển kiểm soát 16L 6440. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 330 triệu đồng. Foil Cape thương hiệu của Mỹ các bác nhé, số tự động, máy 2.3, máy xăng, tư nhân chính chủ, một chủ tư mới. Cam kết quý bạn là máy số zin, không taxi, không dịch vụ. Và em lại tiến đến một chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Vios. Chiếc Toyota Vios có năm sản xuất 2012, số sàn, máy 1.5, máy xăng, mang biển kiểm soát 14A 04789. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 290 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe lồi đồng của đá qua nhá, thương hiệu Nhật Bản, form 2013, sơn xi màu bạc xịn, bản này bản E qua nhá, một mẫu xe gia đình không taxi, không dịch vụ một ngày. Và chiếc tiếp theo là chiếc Hyundai Venla. Chiếc Hyundai Venla có năm sản xuất 2008, số sàn, máy 1.4, máy xăng. Hàng này hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, mang biển kiểm soát 15A 16050. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 155 triệu đồng. Hyundai Venla, bản sedan 2 đầu, sơn xi màu trắng các bác nhé, tích hợp xi nhan bên sườn, lốp dép rất là đẹp. Và chiếc tiếp theo là chiếc Mitsubishi Jolly, bản đủ, đèn cột, lốp treo, turbo, mắt xích. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 150 triệu đồng. Chiếc này mang biển kiểm soát 30L 1091. Con này bản đủ quá nhá, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội. Chỉ có 150 triệu đồng cho một chiếc Mitsubishi Jolly. Chiếc tiếp theo là chiếc Foil Cape. Chiếc Foil Cape có năm sản xuất 2008, phiên bản số tự động, máy 2.3, máy xăng, mang biển kiểm soát 30F 55037. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng. Một chiếc Foil Cape thương hiệu của Mỹ các bác nhé, gầm cao, máy thoáng, sơn xi sáng bóng sạch sẽ, biển Hà Nội. Chiếc tiếp theo là chiếc Mitsubishi BC, có năm sản xuất 2005, phiên bản số tự động, máy 2.4, máy xăng, mang biển kiểm soát 15A 01791. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 248 triệu đồng. Một mẫu xe mang thương hiệu Nhật Bản, trang bị túi khí ABS đầy đủ, tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng các bác nhé, 248 triệu đồng. Chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Innova. Toyota Innova có năm sản xuất 2009, bản G, bản đủ, tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 290 triệu đồng. Trang bị 4 bánh nhau đúc, túi khí ABS đầy đủ, tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng. Xe gia đình không taxi, không dịch vụ. Toyota Innova G các bác nhé, 290 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ. Chiếc tiếp theo là chiếc Kia Carnet. Chiếc Kia Carnet có năm sản xuất 2011, số sàn, máy 2.0, máy xăng, mang biển số 47A 24081. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng. Một mẫu xe Kia Carnet thương hiệu Hàn Quốc, số sàn, máy 2.0, bản đủ, cửa lóc các bác nhé.
255 triệu đồng bao gồm phí rui sơ. Chiếc tiếp theo là chiếc Gen Medes đã. Chiếc này là chiếc Gen Medes Cruy. Có năm sản xuất 2010, số tự động máy 1.8, máy xăng, mang biển kiểm soát 19A 22510. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 282 triệu đồng. Gen Medes Cruy thương hiệu của Mỹ. Sơn xi màu đen, số tự động 282 triệu đồng. Chiếc tiếp theo là chiếc Daewoo Lachetti. Chiếc Daewoo Lachetti có năm sản xuất 2009, số sàn, máy 1.6, máy xăng, mang biển kiểm soát 15A 59196. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 228 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Lachetti nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc các bác nhé. Bản sedan hai đầu, trang bị túi khí ABS đầy đủ, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng các bác nhé. Tôn vỏ mỏng tang, lốp xe rất là đẹp, bốn bánh đang đúc. 238 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ. Và chiếc tiếp theo là chiếc Kia Morning. Kia Morning có năm sản xuất 2015, số sàn, máy 1.25, mang biển kiểm soát 15A 37091. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 215 triệu đồng. Kia Morning Việt các bác nhé, form mới, sơn xi sáng bóng sạch sẽ các bác này. Chiếc tiếp theo cũng là chiếc Kia Morning có năm sản xuất 2015, số sàn, máy 1.25, bản 4 máy, mang biển kiểm soát 17A 18600. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 215 triệu đồng. Em có một đôi các bác nhá, đồng giá 215 triệu đồng một chiếc. Chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Vios. Chiếc Toyota Vios có năm sản xuất 2009, số sàn, máy 1.5, máy xăng. Con này là bản E xịn này, xe gia đình các bác nhá, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, mang biển kiểm soát 15A 34709. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 250 triệu đồng. 250 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ các bác nhé. Chiếc tiếp theo là chiếc Fiat. Chiếc Fiat có năm sản xuất 2003, số sàn, máy 1.6, máy xăng, mang biển kiểm soát 29A 86690. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 80 triệu đồng. Chỉ có 80 triệu đồng cho một chiếc Fiat này. Sơn xi màu xanh quân đội, bản sedan hai đầu, chiếc tiếp theo là chiếc Gen Medes Spark. Chiếc Gen Medes Spark có năm sản xuất 2009, số sàn, máy 0.8, máy xăng, mang biển kiểm soát 24A 04382. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 92 triệu đồng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về tránh mưa tránh nắng quá ok các bạn này, 92 triệu đồng các bạn nhé, chưa đến 100 triệu. Chiếc tiếp theo là chiếc Hyundai Grammy 10. Chiếc Hyundai Grammy 10 có năm sản xuất 2015, số sàn, máy 1.0, máy xăng các bạn nhé. Con này là bản đủ, mang biển kiểm soát 15A 19624. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 258 triệu đồng. 258 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ. Chiếc tiếp theo là chiếc Ford Focus. Chiếc Ford Focus có năm sản xuất 2009, số tự động, máy 1.8, máy xăng, mang biển kiểm soát 30G 37726. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 286 triệu đồng. Ford Focus mang thương hiệu của Mỹ các bác nhé, số tự động. Chiếc tiếp theo là chiếc Hyundai Venna. Chiếc Hyundai Venna có năm sản xuất 2008, số sàn, máy 1.4, máy xăng, mang biển kiểm soát 14A 29683. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 155 triệu đồng.
hàng nhập khẩu các bác nhá, máy 1.4 máy xăng. Chiếc tiếp theo là chiếc Daewoo Gencha. Chiếc Daewoo Gencha có năm sản xuất 2010, đăng ký lần đầu 2011, phiên bản số sàn máy 1.2, mang biển kiểm soát 19A 23004. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 190 triệu đồng, hàng nhập khẩu, bản sedan hai đầu, xe gia đình, không taxi, không dịch vụ các bác nhé. Sơn xi màu đen nguyên bản, không khoan độc, 190 triệu đồng. Chiếc tiếp theo là chiếc Chevrolet Vivante. Chiếc Chevrolet Vivante có năm sản xuất 2008, phiên bản số sàn máy 2.0 máy xăng, mang biển kiểm soát 73A 02074. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 169 triệu đồng, bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác nhé. Một mẫu xe đăng ký là 7 chỗ ngồi, rẻ tiền, 169 triệu đồng các bác nhé. Chiếc tiếp theo là chiếc Hyundai Grammy 10. Hyundai Grammy 10 có năm sản xuất 2015, số sàn máy 1.0 máy xăng, mang biển số 30G 32511. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 215 triệu đồng, sơn xi màu trắng. Hyundai Grammy 10 215 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ. Con này nhập khẩu nguyên trước từ Ấn Độ các bác nhé. Chiếc tiếp theo là chiếc Kia Morning. Chiếc Kia Morning có năm sản xuất 2016, phiên bản số sàn máy 1.25. Chiếc này mang biển kiểm soát 15A 60532. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 225 triệu đồng. Tên tư nhân biển Hải Phòng. Con này bản 4 máy form mới, bản Việt các bác nhé. Trang bị 4 máy nhau đúc, sơn xi sáng bóng chặt chẽ. Đăng kiểm còn đến tháng 2 năm 2022. Đăng kiểm dài miên man quá nhé. Kia Morning, mang thương hiệu của Hàn Quốc. Chiếc tiếp theo là chiếc Hyundai Gate. Hyundai Gate có năm sản xuất 2010, phiên bản số sàn máy 1.1 máy xăng, mang biển kiểm soát 36A 41967. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 155 triệu đồng, tư nhân chính chủ biển Thanh Hóa các bác nhé. 155 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ. Một mẫu xe Hyundai Gate, hàng nhập khẩu. Chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Vios. Toyota Vios có năm sản xuất 2012, số sàn máy 1.5 máy xăng, bản e xịn các nhá. 4 bánh nhau đúc, phanh đĩa 4 bánh, tích hợp xi nhan trên gương. Gương kính chỉnh điện, cụp xe đầy đủ. Mang biển kiểm soát 34A18821. Con này form 2013. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng. Toyota Vios, một mẫu xe lồi đồng cuối đá, thương hiệu Nhật Bản. 275 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ. Một mẫu xe lồi đồng cuối đá. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Em vừa quay và báo giá tổng quan tổng thể những mẫu xe đang có tại cửa hàng và những mẫu xe vừa mới về cửa hàng. Bác nào mà đúng chân một trong những mẫu xe đang có tại cửa hàng bên em thì hãy cứ nhấc máy ra alo trực tiếp cho em Nghị cho số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau ạ.